Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2019 đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng, trong phần hai là bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua. Để mở đầu Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin đặc biệt về các ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ 2019 do Phương Uyên chuyên dịch. Với sự tham gia của cựu Phó tổng thống Joe Biden, cuộc đua tổng thống năm 2020 được mở rộng hơn. Các ứng viên dân chủ khá đa dạng, trẻ nhất là 37 và lớn nhất là 77 tuổi. Có người theo hướng tự do, cũng có người theo khuynh hướng ôn hòa, bao gồm nhiều thường nghị sĩ, thống đốc, thị trưởng và đặc biệt là một lượng lớn chưa từng có của phụ nữ và sắc tộc thiểu số. Đảng dân chủ xem cuộc bầu cử sắp tới là một cuộc đua bắt buộc phải thắng. Họ tìm cách đề cử ứng viên tốt nhất để có khả năng đánh bại Tổng thống Trump. Dưới đây là 20 ứng viên của đảng Dân Chủ. Ông Joe Biden đã 76 tuổi. Ông được biết đến là Phó Tổng thống làm việc dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama từ năm 2009 đến 2017 và là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ năm 1973 đến năm 2009. Ông nổi tiếng ở một số nơi là thành trì của đảng Dân Chủ, gần đây đã bị mất như tiểu bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania vốn là nơi có nhiều cử tri thuộc tầng lớp lao động. Điểm yếu lớn nhất của ông Biden là ông quá già và đã để các đối thủ vượt mặt trong năm thập niên qua. Nhiều người trong nội bộ Đảng Dân chủ mong muốn bầu ra một thế hệ mới nắm quyền lãnh đạo thay vì những người kỳ cựu như Biden. Bên cạnh đó, gần đây ông cũng vướng phải những cáo buộc sử dụng từ ngữ khiếm nhã với phụ nữ. Ứng cử viên thứ hai là Cory Booker. Ông Cory Booker, 49 tuổi, từng phục vụ với cương vị thị trưởng của New World và hiện là thượng nghị sĩ của New Jersey. Ông đã gây chú ý vào năm ngoái khi tự xưng là Spartacus và chống lại các quy tắc bảo mật tài liệu của Thượng viện đối với đề cử thẩm phán tối cao pháp viện Brett Kavanaugh. Ưu điểm của Cory Booker là thái độ lạc quan và tinh thần đoàn kết giữa bối cảnh chia rẽ chính trị sâu sắc điểm yếu lớn nhất của ông là phí thời gian cố thuyết phục các cử tri cực bảo thủ ủng hộ Trump. ứng viên tiếp theo là ông P.T. Buttigieg 37 tuổi được biết đến với chức vụ thị trưởng Nam Ben Indiana và là cựu sĩ quan tình báo Hải quân. ưu điểm của PT Buttigieg là chiếm được tình cảm của các cử tri ở nhiều độ tuổi khác nhau với thông điệp về sự hy vọng và một thế hệ lãnh đạo mới. Điểm yếu lớn nhất của PT Buttigieg là trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm chính trị. Ông cần tăng cường các hoạt động cho chiến dịch của mình để thu hút cử tri thiểu số. Ứng cử viên tiếp theo là ông Julian Castro, 44 tuổi, được biết đến với cương vị Bộ trưởng Y tế, làm việc dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama và là thị trưởng của San Antonio, Texas trong nhiều năm. Ưu điểm của Julian Castro là trẻ tuổi và là người Latino duy nhất trong cuộc đua tổng thống trong khi đảng Dân Chủ đang tìm kiếm một gương mặt mới đại diện cho họ. Tuy nhiên các hoạt động gây quỹ của ông thua xa các ứng viên tổng thống khác. Ứng cử viên tiếp theo là ông John Delaney, 56 tuổi, được biết đến là cựu dân biểu của Maryland. Ưu điểm lớn nhất của ông là tập trung vào nông thôn, bao gồm các đề xuất củng cố nông dân gia đình và thúc đẩy cơ sở hạ tầng nông thôn. Một kế hoạch giúp Trump giành chiến thắng ở Rust Tuy John Delaney có tên nhưng không mấy người biết đến ngoài Maryland được nhận diện thấp. Ứng cử viên tiếp theo là bà Tosi Gabbard, 38 tuổi, nổi tiếng với cương vị dân biểu của Hawaii, là người Soma gốc Mỹ đầu tiên và là người Hindu đầu tiên được bầu vào quốc hội. Ưu điểm của Tosi Gabbard là công tác quân sự của bà ở Iraq và Kuwait. Tuy nhiên bà bị chỉ trích trong chuyến thăm Syria năm 2017 để gặp tổng thống Bashar al-Assad, người bị cáo buộc gây tội ác chiến tranh và diệt chủng. Tosi Gabba cũng bị buộc phải xin lỗi công chúng vì chủ trương chống lại quyền của người đồng tính. Ứng cử viên tiếp theo là bà Kirsten Gillibrand, 52 tuổi, là thượng nghị sĩ của New York, một trong những nhân vật có tiếng nói nhất trong các vấn đề quấy rối tình dục, trả lương công bằng cho phụ nữ và các vấn đề gia đình ưu điểm lớn nhất của Kyrgyzstan Gillibrand là không ngại thách thức đảng của mình, hưởng ứng phong trào Me Too. Kyrgyzstan Gillibrand đã kêu gọi Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Al Franken từ chức vì những cáo buộc xâm phạm tình dục của ông và nói rằng cựu Tổng thống Bill Clinton nên tự nguyện từ bỏ cương vị Tổng thống vì bê bối ngoại tình với thực tập sinh intern Monica Lewinsky. Điểm yếu lớn nhất của Kyrgyzstan Gillibrand là chiến dịch gây quỷ chậm chạp. Ứng cử viên tiếp theo là Kamala Harris, 54 tuổi, cựu bộ trưởng tư pháp của California, hiện là thường nghị sĩ của California. Kamala Harris được biết đến là người thường chất vấn các ứng cử viên của Trump. Ưu điểm của Kamala Harris là một phụ nữ da đen, tuy nhiên nhiều người đang tò mò về những thành tựu mà Kamala Harris đạt được trong việc thúc đẩy cải cách hệ thống tư pháp hình sự khi còn là bộ trưởng tư pháp của tiểu bang California. Ứng cử viên tiếp theo là John Hickenlooper, một chủ quán bia hơi đã trở thành chính trị gia cuối đời trong cương vị thống đốc tiểu bang Colorado. Ưu điểm của John Hickenlooper là một chính trị gia không chính thống, có thể thắng ở các tiểu bang bầu cho cả hai đảng phái. Điểm yếu của ông là những lời nói đùa của ông. Ông đã làm một số nhà hoạt động bảo vệ môi trường thất vọng khi không kiểm soát được ngành năng lượng. Ứng cử viên tiếp theo là Jay Inslee, 68 tuổi, thống đốc tiểu bang Washington và là cựu dân biểu. Ưu điểm lớn nhất của Jay Inslee là thông điệp chống lại biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ông có thể bị quy chụp là ứng viên chỉ biết về một vấn đề của đất nước. Tiếp theo là Amy Klobuchar, 58 tuổi, giữ chức thượng nghị sĩ 3 nhiệm kỳ. Amy Klobuchar nổi bật trong phiên điều trần trước Ủy ban Thường viện của Brett Kavanaugh khi chất vấn liệu Kavanaugh có từng uống rượu nhiều đến mức không nhớ gì cả hay không. Ưu điểm của Amy Klobuchar là một nhà lập pháp thực dụng, sẵn sàng hợp tác với Đảng Cộng Hòa để hoàn thành công việc, một phẩm chất giúp bà giành chiến thắng khắp Minnesota, kể cả các vùng nông thôn ủng hộ Trump vào năm 2016. Điểm yếu của Amy Klobuchar cũng là chủ nghĩa thực dụng của bà. Các cử tri dân chủ ngày càng thiên tả hơn cũng có tin đồn rằng Amy Klobuchar ngược đãi nhân viên. Ứng cử viên tiếp theo là Wayne Mesam, 44 tuổi, nổi tiếng với vai trò là thị trưởng của Miramar, Florida và chơi trong đội bóng đại học tiểu bang Florida giành giải vô địch năm 1993. Ưu điểm của Wayne Mesam là kinh nghiệm làm thị trưởng của ông trong việc cân bằng các quy định của chính phủ để bảo vệ môi trường trong khi vẫn tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển thịnh vượng. Điểm yếu của Wayne Messam là không mấy người biết tên và gây quỹ chậm. Tiếp theo là ứng cử viên Seth Moulton, 40 tuổi, nổi tiếng là thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts và là cựu chiến binh trong chiến tranh Iraq. Seth Moulton thu hút sự chú ý trong nỗ lực chống đối Nancy Pelosi nắm chức chủ tịch khi Đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện. Sức mạnh của Seth Moulton là kinh nghiệm quân sự và làm việc trong Quốc hội. Điểm yếu lớn nhất của Seth Moulton là nhận diện tên thấp và bắt đầu chiến dịch gây quỹ khá muộn để chuẩn bị cho giai đoạn tranh luận trong mùa hè 2019. Kính thưa quý vị, vì lý do thời lượng phát hình, thanh trang sẽ tiếp tục danh sách ứng cử viên Đảng Dân chủ tranh cử tổng thống 2019 sau phần thông báo và quảng cáo. Cảm tạ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý trưởng thượng, cô bác, anh chị, họ hàng và bằng hữu đã chia buồn, tặng vòng hoa, đăng báo, điện thư phân ưu trong tang lễ và tiễn đưa linh cửu mẹ, bà ngoại, cụ cố của chúng tôi là cụ quả phụ Lê Văn Giám, Tự Văn Bình khuê danh Phùng Thị Nhật, tạ thế ngày 7 tháng 4 năm 2019, hưởng thọ 104 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý vị đã đáp ứng nguyện vọng sau cùng của mẹ chúng tôi là khi ra đi sẽ được hội ngộ với quý vị. Chúng tôi biết rằng sẽ có nhiều thiếu sót và sơ xuất, kính mong quý vị lượng tình bỏ qua, trân trọng, Đinh Hùng Cường, Ngọc Trâm và Tan Quyến. Cảm tạ gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân sư minh châu trụ trì và ban hộ niệm chùa phước thành quý vị đại diện một số hội đoàn thân bằng quyến thuộc và bằng hữu khắp nơi đã đến thăm viếng gửi vòng hoa đăng báo chia buồn điện thoại phân ưu và tiễn đưa linh kiểu chồng cha con ông em anh cậu của chúng tôi ông châu Paul, pháp danh nguyên châu từ trần ngày 10 tháng 4 năm 2019 tại Brook, Virginia, Hoa Kỳ hưởng thọ 65 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Fairfax Memorial Funeral Home, Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ. Trong lúc tan gia bối rối, có điều gì sơ xuất gia đình chúng tôi xin được niệm tình thứ lỗi, tan gia đồng bái tạ.